Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm airdrop mới nhận được 15 đồng token RON là FP. Một số thông tin về đồng token này: số tập trung phát hành là 10 triệu, đã có 1.993 tài khoản holder, đã phát sinh 4.658 lượt giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calamadrop.net, link truy cập website được mình để ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng copy contract ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chất wallet của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu zone F, số tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website calamadrop.net, vừa lại mở tìm tới bước 2, mình lưu ý gọn đây để nhận token. Rồi nó sẽ mở sang cái giao diện chính của website để mình calam. Trên đây có một số thông tin về đồng token này, các bạn có thể vào đây để đọc nhé. Rồi các bạn calam, các bạn nhấp vào phần này giúp mình, nó sẽ kéo xuống phần bên dưới đây. Thì chương trình Underdog nó sẽ kết thúc vào 38 ngày nữa. Ở đây các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ 0.05 BLT mua cái đồng token này để hold và tích trữ lâu dài, chờ cơ hội ích nhiều lần tài khoản. Nếu các bạn còn làm, các bạn nhấp vào phần này giúp mình, còn làm 15 F zone này, nó yêu cầu kết nối với ví, thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Đi ra là 0.000519 BLT, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi cho mình qua website calamadrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất chuyên về mạng Binance Blockchain nha. Ngoài ra nếu bạn lưu ý để cái cột bên cánh tay phải đây là cái những cái dự án Underdog đặc biệt sắp kết thúc. Các bạn có thể nhấp vào nhận token để kiểm tra xem cái dự án nào bạn chưa tham gia thì hãy tham gia nha. Đó các bạn copy contract của nó đây, tương ứng đây để sang ví của các bạn, nó đã dán vào nhé. Rồi thì mình hướng dẫn các bạn cách để cần ăn nhận được 15 đồng token zone là FT. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc ở đây, cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.